Chị chào các em. Các em có nhìn thấy không? Đây chị có một chiếc xe bồn mới này. Chị sẽ bóc quạt đây nhá. Chiếc xe bồn của chúng ta rất là hiện đại. Xe bồn của chúng ta chở xăng dầu đi các nơi này. Xăng dầu sẽ được vận chuyển đến các cửa hàng, các đại lý bán xăng dầu mà bố mẹ chúng ta hay mua xăng đổ vào xe ấy. Ở cuối xe bồn là cầu thang đi lên này, để các bác có thể mở lắp thùng xăng ra và xả dầu và các cây xăng, cây dầu lẻ.